Thưa quý vị, tại Đà Nẵng, du lịch được xem là một trong những ngành kinh tế có tốc độ phục hồi tích cực hậu COVID-19. Có được kết quả này phải kể đến sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như sự vào cuộc đồng bộ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại địa phương. Chỉ trong tháng 10 năm nay, trong bối cảnh thị trường du lịch nội địa trầm lắng, du lịch Đà Nẵng liên tiếp đón nhận những tin vui từ thị trường khách quốc tế. Tàu du lịch 5 sao Lila Pro chở hơn 200 du khách và thuyền viên đến từ Âu Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức đánh dấu sự trở lại của dòng khách tàu biển đến Đà Nẵng sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Thật tuyệt vời khi được các bạn chào đón nồng nhiệt như thế này. Chúng tôi đều cảm thấy rất vui khi được đến đây và trải nghiệm du lịch, nhất là sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đà Nẵng cũng chính thức mở ra cánh cửa kết nối với thị trường đầy tiềm năng hơn 1,4 tỷ dân của Ấn Độ thông qua hai đường bay mới là Đà Nẵng New Delhi và Đà Nẵng Mumbai. Sau sự hồi phục ấn tượng của lượng khách nội địa đến thành phố, nhất là trong mùa cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022, cộng với sự tăng trưởng tích cực theo từng quý của các thị trường khách quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng cơ bản có một năm không phải bù lỗ. Chúng tôi hy vọng với những cái thông tin tốt về thị trường nội địa và cùng với các chuyến bay được khai thác đến các điểm đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và đặc biệt là thị trường Ấn Độ, một trong thị trường đông dân nhất thế giới, thì cái việc mà đảm bảo cái tỷ lệ công suất cao là hoàn toàn là khả thi và đấy là một trong những niềm vui, một cái tín hiệu rất là tốt. Mới đây tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để ngành du lịch tăng trưởng nhanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố, chú trọng tổ chức các sự kiện đặc sắc, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch nội địa, quốc tế, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch và xúc tiến các đường bay quốc tế mới đến thành phố. Hiện ngành du lịch thành phố đang tập trung công tác chuẩn bị cho hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng. VITM Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022. Sự kiện được xem là sẽ tạo cơ hội cho du lịch Đà Nẵng quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và kết nối các thị trường trong nước lẫn quốc tế. Cùng với đó, chuẩn bị cho các sự kiện chào đón năm mới cũng như chuỗi các sự kiện hoạt động quảng bá du lịch trong năm 2023.